Sau đây là video hướng dẫn cách cài đặt driver và sử dụng dòng máy Epson EB704A của hãng Epson nha. Dòng máy Epson EB704A nó có in copy và scan luôn nha. Đặc biệt quan trọng của nó là nó có lấy giấy được thay giấy trên nên nó kéo tất cả các loại giấy dày nha. Nó in giấy dày được luôn nha. In giấy dày rất là ok. Máy nó được gắn dòng liên hệ nội địa với hãng Epson nha, gắn hệ thống mật liên tục 6 màu nên rất là tiết kiệm nha. Đây là nút mở nguồn đây nha, nút mở nguồn màn hình của nó cảm ứng hết luôn nha mọi người. Đây là mặt scan nha, đây là mặt copy scan, đây là mặt copy. Chúng ta muốn copy thì chúng ta bỏ này nha. Đó. Chúng ta muốn copy thì chúng ta muốn sử dụng, chúng ta mở nguồn lên nè. Em nhìn đây là cái khay đựa giấy đây nha. Đây. Khay đựa giấy này chúng ta muốn đựa giấy, chúng ta kéo đựa giấy ra nè. Đó. Kéo khay đựa giấy ra để cho nó đựa giấy ra, nó sợ rớt dưới đất á. Nó có thể dùng được thẻ nhớ luôn nha. À, dùng được USB này, cắm USB được nè, dùng được thẻ nhớ này, SD này, nó có thể cài được thẻ nhớ luôn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt driver cho nó nha. Để cài đặt driver cho nó, chúng ta có thể là cài đặt driver, chúng ta có thể download trên mạng hoặc là tôi bỏ cái đường link tải bên dưới cái video á, mọi người vô có một mô tả đó, nó có mọi người bấm vô đó để tải driver về mà cài thôi. Win nào thì chúng ta cài cho win đó nha. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách cài nha. Trước khi cài chúng ta mở nguồn lên sau, chúng ta cắm cái dây USB vào để cho nó nhận máy tính với lại máy in nha. Mọi người lưu ý. Cái cổng USB của nó nằm đây nha mọi người, nó nằm ở trong máy luôn chứ nó không giống mấy dòng máy khác nha. Rồi, nó nằm phía trong này nè, mọi người để ý này, nó nằm đây nha. Đây, mở manh nắp máy lên, mọi người thấy nó nằm đây, mọi người cắm vô để cho nó nhận máy in với máy tính. Rồi cắm vô rồi, cái cổng USB nó sao chúng ta đóng nắp lại. Rồi, giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt driver cho nó. Tôi vừa qua vừa cài nó hơi khó nên mọi người thông cảm. Mọi người có xem được video và bấm đăng ký kênh giùm mình với nha, để mình làm thêm mấy cái video cho mọi người tham khảo về dòng máy này, hướng dẫn cách copy, hướng dẫn cách scan luôn nha, hướng dẫn cách vệ sinh đầu in luôn. Ở trong cái kênh của mình nó có sẵn, mọi người vô đó bấm đăng ký kênh và share giùm mình đó, để mình làm thêm mấy cái video cho mọi người tham khảo. Còn mọi người muốn mua máy thì có bỏ đường link của công ty bán máy bên dưới, mọi người tích vô đó mà mua về thôi nha. Dòng máy này bên đó người ta sẽ cung cấp và tư vấn hỗ trợ cài đặt cho mọi người luôn. Giá máy thì rẻ thôi mà sử dụng rất là bền nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt driver cho nó. Để cài đặt driver, trước tiên chúng ta phải xem cái máy tính của mình nó đang sử dụng hệ điều hành Win máy nha. Đầu tiên chúng ta hãy xem coi nó sử dụng hệ điều hành Win máy. Để kiểm tra máy tính của mình nó sử dụng hệ điều hành Win nào, chúng ta vào cái Mac Computer nha. Ta vào máy computer này, chúng ta nhấp bên phải vào Winter Routing nè. Đó. Ta kiểm tra cái máy tính của mình nó sử dụng Win nào để chúng ta tải cái bản driver về cho nó. Đây, máy tính này sử dụng Win 7 nè. Win 7 này ha, Win 7 đây. Bản 64 bit. Đó, chúng ta tải driver Win 7 64 bit là được nha. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục tải driver. Rồi. Ta lên Google nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm từ đầu, còn mọi người muốn tải driver về tôi bỏ đường link dưới cái phần mô tả nha, mọi người tiếp vô đó và tải về thôi. Còn không bây giờ chúng ta sẽ làm từ đầu nha. Tải driver. Driver của Epson EB704A. Máy tính này cần.
tính nó bị hết cục pin siêu siêu mốt không chúng ta. Đó là... ta tải driver driver của Epson RB704 nha. Rồi. Tải về chúng ta thấy nè, cái tích trên đây nè. Mọi người nếu không biết thì mọi người tải trong cái phần mô tả của tôi nó có sẵn rồi nha. Rồi chúng ta về nè, nó tìm nè, pin 764 bit nè, chúng ta tìm kiếm nè. Nè. Chúng ta đâu có bảng nào driver về nha. Mọi người muốn tải thì tôi bỏ đường link bên dưới, mọi người tiếp vô đó mà tải về thôi. Không đang mất. Nè, download về. Nè, nó đang tải về thôi. Mọi người muốn mua máy hay là muốn tải driver thì dưới cái phần mô tả nó có cái link mua máy và có cái driver về nha, mọi người tích vô đó mà tải về thôi. Tại vì dòng máy này dòng máy nội địa Nhật, tích sinh nội địa Nhật á, nên nó lấy link của trang chủ của Nhật Bản. Ta bấm run, sau khi tải về xong chúng ta mở lên chúng ta bấm run, nên chúng ta bấm cài đặt á, rồi chúng ta bộ đợi một xíu nó cài đặt nha. Rồi trên bản đại tư này chúng ta bấm ok. Rồi chúng ta chọn cái ngôn ngữ cho nó, chúng ta đồng ý thì bấm agree rồi bấm ok. Cái video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách copy, cách scan và cách vệ sinh đầu in của dòng máy Epson RB704 này nha. Rồi nó báo là printer intern nè, đã có hình cài đặt thành công rồi, chúng ta bấm ok đó. Khi là chúng ta kiểm tra thử nha, chúng ta vào device printer nha, ta vào một device chúng ta kiểm tra coi cái máy của mình nó có cài đặt xong chưa nha. Này nó in rất là đẹp nha, và nó nhanh nữa, nó kéo được tất cả các loại giấy dày cho chúng ta nha, tại vì nó lấy giấy xe trên nên nó kéo được cái cỡ như nhà. Đây là cái khay bỏ giấy nha, ta xem nè, khay bỏ giấy này, ta bỏ giấy vô đây nha, khay đĩa giấy này, ta bỏ giấy vô đây đó. Rồi đó, chúng ta coi thử cái máy mình nó nhận. Rồi nó nhận rồi đó nha. Rồi đây em thử một test này. Nó đèn in. Em đăng bản rất là nhanh nha mọi người, kéo tất cả loại giấy dày. Con này rất phù hợp để in hình thể rồi nha, in hình thể, in tờ rơi, in tài liệu, in đề can, tem nhãn rồi đó, rất phù hợp nha. Đây với T60 là rất phù hợp, nó in rất là đẹp, rất là nhanh. Bỏ vô chúng ta in thử giấy ảnh nha, in thử dần giấy ảnh. Cái hình ảnh chúng ta phải chọn chế độ chất lượng cao nha. Cái quality này chúng ta chọn 2 lên. Giấy thường thì chúng ta chọn đây, còn giấy ảnh chúng ta chọn photo. Rồi chúng ta in thử nha.
Mọi người lưu ý nha, mọi người muốn mua máy hoặc là muốn tải driver, mọi người vô có phần mô tả bên dưới có bỏ đường link á, bên công ty đó họ sẽ cung cấp cho chúng ta, sẽ cài đặt luôn, hướng dẫn cho mọi người từ xa luôn, mọi người chỉ việc sử dụng thôi. Hai cái dòng máy LB Epson 704A nha. Người có xem được video của mình, mọi người bấm đăng ký kênh giúp mình với nha, để mình làm mấy cái video khác cho mọi người tham khảo. Video tiếp theo sẽ là hướng dẫn cho mọi người cách copy nè, cách scan nè, cách in bằng thẻ nhớ nè, in bằng USB nè, của cái dòng máy Epson LB 704 này nha. Rồi bây giờ chúng ta đang in ảnh thử nha, ta đang test thử tấm hình nha. Con này in ảnh rất là đẹp nha mọi người, in ảnh thẻ rồi là khỏi chi, in ảnh thẻ, in hình rồi là in. In ảnh thẻ, in hình rồi in tất cả vào tài liệu được, in đề can, tem, nhãn, đề can trong, đề can báo gì đều được hết nha. In nhãn đĩa đều được hết luôn. Giao diện của nó chúng ta cài đặt qua tiếng Anh được nha. Tôi đang in thử cái tấm hình cho mọi người xem, mọi người tham khảo nha. Nó in ảnh rất là đẹp nha mọi người. Mọi người có xem được video bấm đăng ký kênh cho mình nữa nha, để mình làm thêm các mấy cái video cho mọi người tham khảo nha. Rồi bây giờ video tiếp theo sẽ hướng dẫn cho mọi người cách copy, cách scan luôn nha.